À, đây là ông thầy Tư, hôm nay thầy Tư đi cắt và cái tía tô quý vị ơi. Nói chung thì thầy Tư cũng chịu làm phước lắm. Hello cả nhà, và hôm nay hội siêu tầm vượt Long Giang đã đến Kiến An. Hôm nay thì thu hoạch tía tô cả nhà ơi. Bỏ vô bao nữa, đều đem lên xe, chắc lên xe chứ có gì đâu. Đó. Thu hoạch hết đất tía tô rồi. Đằng kia là ông thầy Tư. Thầy Tư cắt đằng kia. Cái cục cục á, dây chị ơi. Cái cục cục cái đọt á. Mày ra lấy dây ở ngoài, bao dây ngoài nha. Dây mà chỗ xe ba gác không con lắm. Bây giờ tới giờ đậu ngay chân cái này nè. Rồi nó chạy ra. Đậu ngay chỗ tao ra nãy mới ra đó. Rồi rồi lấy dây vô. Lấy cái đọt không mà cao luôn. Đây là anh Xuyên. Đi lấy gì Xuyên? Lấy dây. Dây bộ hả? Ờ. À. Nãy để đâu, dân này mất đi lấy. Đầu đường quá hả? Chặt chưa? Đây có ấy chặt đi. Cục á ăn nó đâu có dài dữ vậy. Rồi, hôm nay có quế luôn quý vị ơi. Ông chú cũng thấy làm thuốc nam ông cho thêm quế luôn. Đây là bác Năm nhà đàn, tổ trưởng tổ thuốc nam siêu tầm dược của Long Giang. Đó. Bên kia thì hội phụ nữ có 3 người, có anh Võ Nam Yên nữa. Võ Nam Yên mặc áo thun đỏ. Đó, bà chủ xà lan chắc vô. Đó, đó là anh Xuyên cũng ở nhà đàn mà cũng rất là tích cực. Đây là chú hai cọp cùng bó. Đây là ông vua ông bắp chú thép. Đây là ông hai chuyên cung cấp bắp. Còn lớp lớp ở dưới thì có Tấn đại ca. Đây là anh Cường đẹp trai ở nhà đàn. Nhắc lại cái non về anh, chứ anh làm bánh xèo ăn cái gì đó. Còn cái anh đi đi này là đội phó con của ông Năm. Năm trưởng, còn anh này là phó. Phó đoàn hội siêu tầm dược của Long Giang. Anh nhắc này anh chờ thuốc bó. Đứng anh chấp tay sau đít pha re. Không đứng không làm gì, qua đây em có quế em đây đi chú thép. Rồi cung cấp nước luôn, anh đội phó ảnh cung cấp nước luôn. À, đây là ông thầy Tư, hôm nay thầy Tư đi cắt và cái tía tô quý vị ơi. Nói chung thì thầy Tư cũng chịu làm phước lắm. Thì hôm trước thì Tuấn cũng có giới thiệu với quý vị, cũng nếu mà có theo dõi kênh của Tuấn miền Nam thì cũng đã biết ông thầy Tư rồi. Còn đây là Tuấn cũng giới thiệu cho những người mới biết. À. Chị dễ quá, vậy đi cắt thuốc nam bà con ơi. À. Không ai là chị chứ. Ông anh nói vậy chứ thật sự ra ông thầy Tư anh nói vậy thôi, chứ người ta đấy chị bị bệnh quế ghiếc anh chịu hết nổi, giờ anh đi chặt khúc nam chịu hết nổi rồi.
giống vậy ta, thầy Tư cũng giới thiệu giống luôn. Đúng là thầy Tư, tư dễ. Thầy tư dễ, tư dễ. Có biệt danh là ông Hàm Hinh. Hàm Hinh. Giới thiệu giống là ông cũng về. Ông cứ tư dễ, chị bệnh ung thư vú á. Chồng cũng chồng hai cũng mới, chồng một cũng mới, chồng hai cũng mía. Đó. Ảnh làm này cũng rất là hay quý vị ơi. Ông thầy Tư dễ. Thì Tuấn cũng xin nhắc lại cái địa chỉ của ông thầy Tư để quý vị tiện đến. Thì nhà ông thầy Tư dễ dưới Già Mương Nhà Đàn 100m. Có đường hẻm đi vào hỏi đến đó hỏi ông thầy Tư dễ hoặc là ông nội Hàm Hinh thì người ta sẽ chỉ. Thì nhà của ông thầy Tư thì mắc đi vô cái đường hẻm. Nói chung thầy giỏi thì khó tìm lắm quý vị. Nhưng mà đến đó thì hỏi thì ai cũng biết nhà hết trơn á. Bệnh nó chi thẳng á. Ông thầy vú. Vú rồi cái suy thẳng nói là để mình áp. Mình cũng hơi ở bên kia thì rồi rồi. Bên kia thì còn bó nữa là xong quý vị ơi. Có lâu rồi chứ bộ. Lâu rồi, tại anh không biết á. Tại ông lên trước ông nội rồi. Báo cáo bà con nha. Nói chơi là không có được dặn nha. Đó, ông thầy Tư lên tiếng rồi đó. Chống vô. Đã nói chơi mà dặn thì nói chơi làm gì? Chơi là người đó dặn là người đó dở nghe không? Chơi mà dặn người đó không biết. Chơi mà dặn làm gì? Thì tôi cho hai trước vậy đó. Chống cái gì cũng dặn đó. Thì có cái điện ác ôn trời. Ông nội Hàm Hinh mới đọc chứ. Ông nội Hàm Hinh. Còn cũng giới thiệu thêm một người thứ hai. À, đây là bà chủ xà lan. Đó. À, bà chủ xà lan còn đi làm từ thiện nè quý vị ơi. Đó. Thì bây giờ thì đi kiếm một mớ vốn để trở về quê. Xin hỏi bà chủ xà lan hôm nay cảm giác đi làm từ thiện có thấy cảm thấy vui không? Vui vui vui. Vui không? Phấn khởi như thế nào? Phấn khởi nữa. Thấy gì cho bà chủ xà lan cắt nhuyễn như đàn. Có gì bằng đi làm từ thiện. Đi tập thể anh em vui lắm. Rồi tới Võ Hoàng Yên nữa coi. Võ Nam Yên. Võ Nam Yên hổng gài cũng lâu rồi. Cách nay cũng lâu rồi. À. Tôi hổng gài tôi bị suy thẳng lên cho anh tìm thầy đi mà. Thì anh cứ lại ngay thầy Tư chỉ cho. Mấy ông biết thầy và mấy ông chỉ con mẹ gì chơi. Vậy chứ sao anh không hỏi em? Hỏi em chỉ là thầy Tư rồi, chiều nay nhớ qua nhà thầy Tư nha. Ông thầy cứ đúng ngang cửa mà tôi không biết nữa chứ. Trời ơi, vậy là dở quá dở rồi, ông Võ ơi. Nổi tiếng khúc mà. Ông chuyên gia vậy bệnh suy thận mà tôi không biết. Đau vú. Tôi sẵn tôi thận tôi đang bị suy chứ. Trời ơi, còn chút xíu nữa là xong rồi quý vị ơi. Thì... cái đó dùng thuốc gì mới hết thầy Tư? Thuốc gụ ha, vậy là có thuốc gụ luôn hả? Ồ, em mà thầy Tư có thuốc gụ thầy Tư có, vậy là thầy Tư có thuốc gụ. Cái bà đóng cửa cạo gió cũng được, đứng có chuyện lại cho. Đau quá đau rồi, đóng cửa cạo gió phải hỏi thép đâu. Giác thuốc ra ngoài rồi đi vô là lần lần vô rồi. Cái chiêu đó là chiêu cuối cùng đó mà ông giấu ông dễ gì ông chia rồi. Bí quyết đó. Học không được đâu. Gom vô. Tôi quay có còn gì chạy ra. Rồi nó ra đây rồi. Gì chạy hả? Rồi. Được không? Nó kia đó hả? Ừ. Chỗ này không ai cắt nữa. Cái ông không có gì luôn hả? Biết còn gì không ai này? Không. Cái mối gì. Còn chạy.
Còn đây là cũng giới thiệu thêm là đây là cái anh tướng đại ca. Thì ảnh cứ nắm là đàn em là 500 người mà vậy mà ảnh buông đao gác kiếm anh về anh làm thuốc nam luôn quý vị ơi. Cũng hay. 500 đàn em nó phản kiếm ảnh chứ. Anh giật cái áo là dòm thấy không ớn không. Bé Sườn đưa ra như kiếm Nhật vậy đó hả? Xong rồi đó. Đó. Gần rồi ơi. Không có con gì hết. Chạy ra hết rồi. Rồi ngưng đi. Chờ lại nhiêu đây? Còn hai ông kia đó kìa. Hai ông đó bó bệnh kìa. Hai ông đó là hai ông trưởng đoàn. Siết dữ rồi. Đó hồi nãy em có giới thiệu bác Năm là trưởng, còn anh Tấn là phó. Đó, trưởng đoàn đang phó bó bên kia, còn anh phó đò phó thì giờ anh đi lân tân vô rồi. Chắc đi ngoài anh chắc thuốc quá. Dây chảy ra, chảy dây ra đi. Rồi buổi lấy thuốc nam tại cái ngang đến đây cũng xin kết thúc quý vị ơi. Trước khi kết thúc thầy Tư có lời gì nhắn với khán giả không? Hả? Không biết gì hơn. Không biết gì hơn hả? Gì không có gì hết trơn hả thầy Tư? Không.